Chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ ăn tai heo trộn với nước chấm siêu cay nha mọi người nha. Tai heo mọi người nha. Mời tất cả mọi người ăn cùng mình nha. Đây là rau má mọi người nhá. Ngon quá. Bây giờ mình sẽ cuốn với salad nha.
ăn chung với rau nó đỡ ngán hơn mọi người ạ. Chưa ăn thịt không á, nhanh ngán lắm. Giờ mình đã ăn hết rồi nha mọi người nha. Nếu mọi người thấy video này hay thì nhớ cho mình một like và subscribe nha.